Dừng nghe. Rồi biết cho. Tạp nhạc lông thấy thật chả bao bao bị không có được bếp bếp gì nữa. Mấy cái bẹn đấy, mấy cái bẹn chân đấy. Đóng gì? Ừ, mang mua thuốc ấy luôn luôn. Giống con chó nhà con đó. Chưa, chưa, chưa. Tao bò rồi nha. Cái thằng bàn một hôm bữa vô cho cái con chó phải sưởng á. Tao bò rồi. Kiên không cả. Và hướng đó thì nó mới nằm. Nó mới nằm ngủ. Bên này nè, cái góc bên này nè. Mấy cái đây, mấy cái lông. Còn sau bên này nữa. Nè, đây con. Rồi. Đất bây giờ có chạy đi mà đấy. Nữa răng à? Để tao cho nó cục xương đi nhỉ? Để nó gắn. Em. Nha, nha, nha. Chỗ bụng da mỏng ấy, để xe ra xe hơn chỗ kia tí. Nó đứng cũng được mà, nó đứng cũng được. Để xe hơn kia tí. Thôi được rồi, sạch rồi. Để lông đi. Chạy đấy, đây.